À, cô Đây làm nè, ảnh cô hưởng Mỹ tới ơi, nhiều công việc cô Mỹ hả? lớn mà cô Mỹ bịa chuyện những cái chuyện Bịa không cái có. Vậy bây giờ con đưa những đoạn ghi âm ra, cô chịu gì? bây giờ không có nói gì chân giờ hết con trơn hỏi á cô, anh hả? con lấy nhận tiền của cô và nhận tiền của khán giả đến ghi hình hồi Con nào? nhận không nhận gì tăng con biết. Đúng là tại sao cô nói những cái chuyện mà không có mà cô Cô nói đưa cái con bằng chứng ra cho con, giúp con đưa nghĩa bằng chứng nghĩa trả ra tiền nước đi, đừng để để cô trả trả, tiền nước nè. để em Nè, trả anh cầm nó chút nữa đưa mấy đoạn này qua luật sư chứ hồi luật sư nữa. Đó, cô nói cô nè, cái đoạn mà ghi âm cô gỡ cho Nghĩa, cô ghi âm qua tin nhắn thoại, cô gỡ qua Zalo. Nghĩa ơi là mai chú U 77 cho cô, sau đó cô Bây lại giờ nói cách khác. là không không có nói chuyện với con nữa. Dạ. Rồi cô không nói thì con Nè. sẽ nói chuyện với con cô. Rồi cô lên một cái kênh khác cô vu khống con. Cô nói con là nhận tiền của cô, rồi nhận tiền của con nói cô á, con mời tất cả cô chú mà đã đến chỗ con ghi hình, con phỏng vấn từng người. Khỏi cần. Cô vu khống cô lớn mà cô nói chuyện những cái chuyện không có mà cô nói là cô con thật sự với cô. À dạ dạ cô cho con hỏi ha. Từ cái ngày mà cô lên trên con để cô kết nối yêu thương là vào ngày mùng ban ngày vào ngày 30 tháng 7. 31 tháng 8. Ở 31 tháng 8 xin lỗi 31 tháng 8. À con cũng thưa cô Mỹ luôn, cái vụ này là con đang làm sáng tỏ. À con hỏi cô Mỹ ha, cái ngày mà cô Mỹ lên trên con để kết nối yêu thương đến cái thời điểm mà cô Mỹ đến thời điểm bây giờ, cô Mỹ có phải tốn một chi phí nào bên con không? Là sao? Cô đến bên bên con kết nối yêu thương á là cô có phải tốn tiền không? Là lý do gì con hỏi vậy? Dạ không, cái cô có trả lời đi, có tốn tiền Không, mày con phải nói lý do chứ giờ con tự không? Rồi, con trả lời cô ha. Sau khi cô đến văn phòng bên con kết nối yêu thương thì con có nhận được một số người thân quen nói với con á là cô có chia sẻ với người kia là cô đến bên con tốn tiền. cái chuyện ai nói con nói người đó Mà cô có không? Cô có nói không? con cái chuyện người nào nói con Không. cứ nói thẳng người Không, đó mà cô có nói không? không Rồi, rồi con hỏi cô thêm nữa là cô có tốn tiền bên con không? không Dạ. Cô có tốn tiền không? cô ghét dẫn thấy nhiều chuyện đó À không, con hỏi cô Mỹ, con rất tôn trọng cô Mỹ luôn. Con giới thiệu cô là con là tên Phúc. Nghĩa là con đang ngồi với cô là Trương Ngọc Mỹ. Con đã về đến Cần Thơ rồi. À, cô Mỹ có thể là nhắc lại giùm con cái ngày 30 tháng 8. Không về tới Cần Thơ là sao? Không, để con sẽ chia sẻ cô. Ngày 30 tháng 8 đến thời điểm này ngày hôm nay là ngày nhiêu Mỹ Nghĩa? Bữa nay ngày 3 tháng 10. Hôm nay là ngày 3 tháng 10. Thì Cô đến tới suốt cái là hôm thời 31 tháng 8 á. cô tới 30. 30 tháng 8 đến thời điểm ngày hôm nay cô kết nối yêu thương mình con, cô có phải là tốn 1.000 nào tiền chi phí không? Nó có công chuyện gì mà con hỏi Có vậy? cô cãi có, Có tại vì mấy con cô nghe những thông tin là cô nói là cô qua bên con cô bị tốn tiền kết nối yêu thương. con nghe người nào nói con trực tiếp đó Dạ, à, nhưng mà ý của con muốn hỏi không, từ từ hãy mở cái đoạn lên. Ý của con muốn hỏi cô là cô có nói qua không thôi. Cô có nói không? không cô không có nói Rồi, cô có bị tốn tiền bên con không? Dạ, rồi cô có phải cho quà cáp con với Nghĩa không? con nói cho quà nào Không, ý con hỏi là cô có cho ý con hỏi vậy nè, từ cái thời điểm mà cô qua bên con kết nối yêu thương đến thời điểm này đó là cô có phải tốn quà cáp cho con với Nghĩa hay là tiền bạc gì không? Con đi bữa nay là mục đích con hỏi chuyện đó phải Đúng rồi cô, tại cái việc này con đang làm sáng tỏ. Cô không có nói gì hết. Con cũng làm hồ sơ rồi. Sao vậy? Dạ không, từ từ cô sẽ hiểu. Đó, ý là con đã có đầy đủ ghi âm của cô gửi qua cho Nghĩa. Đầy đủ ghi âm của cô là gửi qua cho Nghĩa là cô nhờ Nghĩa những việc gì. Những cái thông tin đó con sẽ ủy quyền lại cho người khác, con cung cấp thông tin. Lúc đó cô Mỹ sẽ hiểu. Và con muốn là cô Mỹ xác nhận là với con á là một lần nữa giùm con là cái ngày 30 tháng 8 2023 là cô đến văn phòng của con kết nối yêu thương. Đó, đến hôm nay là ngày bao nhiêu Nghĩa? Nay mùng 10 tháng 3. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3. Ở hôm mùng Ngày mùng 10 3 mùng, tháng 10. mùng mùng 3 tháng 10 2023, xin lỗi quý vị thân thương. Là cô Mỹ có phải tốn một cái khoản chi phí tiền nào cho con hay là đóng một cái phí nào, tại vì con sẽ trích lục camera nữa mà, cho bên con và Nghĩa không? Thôi cô giờ cô không có tiếp con nữa, con nói gì mà lu bu quá Không cô vậy? Mỹ ơi, Cô cũng không có à muốn. con hỏi cô Mỹ nè, cô Mỹ có phải đưa đến đến chỗ con Mỹ có phải tốn tiền không? Nhưng mà nãy giờ cô nói với con mấy quận rồi. Không, con muốn cô Mỹ xác nhận tốn và không thôi. Có tốn tiền cho con và Nghĩa hay là đóng phí gì không? Con nói lên la cô không hiểu. Không, ý, tại sao không hiểu cô Mỹ? Có nghĩa là gì nè? Là những sau khi cô ghi hình bên con là con và Nghĩa không nhận cô một món quà nào, cũng không nhận cô một cái phí nào, tiền nào để là đến kết nối yêu thương phải không cô?
Phải và không mà, con ý con hỏi là cô phải và không mà. Cô có tốn không cô? Ý con hỏi là cô Mỹ có tốn hay không á. Ý con hỏi cô Mỹ là khi mà cô Mỹ đến bên con kết nối yêu thương, cô Mỹ có bị tốn tiền không? Chắc chắn cái đoạn vi âm này, tại vì cái việc này là con sẽ làm cho ra chuyện, nên con đang sử dụng hình ảnh. Ra chuyện mà ra sao? Tại vì con nói với cô Mỹ gì ha, là ngày hôm nay con đã đến Vũng Tàu, là con trình với cô Mỹ là gì? Một sự việc gần đây, cô Mỹ tự nguyện lên con kết nối yêu thương. Những chứng cứ con còn đầy đủ. Trước khi cô đến, trước ngày 30 tháng 8, cô Mỹ gỡ ghi âm từ điện thoại Zalo cô Mỹ qua Zalo của Nghĩa hiện nay đang còn. À, Nghĩa ơi, cô nhờ con giúp cô kết nối với chú U77. Từ từ con nói, đoạn đó con sẽ nộp luôn và làm trên hồ sơ. Sau đó tới đến cô đến văn phòng. Sau khi con ghi âm cô, ở con quay hình cô là để cô và tìm hiểu của chú U77. Thì con hỏi cô á là cô Mỹ xem qua đoạn video chú U77 tiễn vợ khi nào? Thì trên đoạn video đó cô vẫn có trả lời. Và sau đó cô đi qua một kênh khác, cô nói á là luôn cả cô đến chỗ con cũng phải là tốn tiền phí là việc thứ nhất, và tất cả mọi người đến chịu cơ chỗ con cũng tốn tiền phí kết nối yêu thương là việc thứ hai. Đó là cái việc mà cô dư khống cho con, làm ảnh hưởng đến cái công việc của con, như là con làm xây dựng, con có một cái công ty xây dựng. Những ngày gần đây cô làm thiệt hại đến những cái hợp đồng của con, khách khán giả và khách hàng của con hiểu lầm. Đó, thì nên hôm nay con muốn lên con gặp cô Mỹ để con hỏi lại một lần nữa. Và con sẽ mở ghi âm mà cô nhờ Nghĩa kết nối cho cô với chú U77. Cái đoạn đó con cũng quay có cô rồi, có ghi âm của cô luôn, là tự cô ghi âm cô gửi qua. Sau đó cô lại không thật lòng, cô đi qua một kênh khác, cô nói tụi con á là nhận tiền của cô, rồi nhận tiền của khán giả đến bên con, làm cho ảnh hưởng đến cái uy tín danh dự của tụi con và ảnh hưởng đến cái công ty con, công ty xây dựng của con. Thì nên là cái này con sẽ ủy quyền cho một người khác, con thưa với cô Mỹ luôn, để làm sáng tỏ cái vụ này. Đó, và con cam kết với cô là con sẽ cung cấp theo những cái ghi âm mà cô gỡ qua cho Nghĩa. Cô có nói trên ghi âm với Nghĩa một điều. Hôm bữa cô lên, con ghi hình để nhờ con làm mai chú U77. Rồi cô quên lì xì cho các con. Nghĩa từ chối. Nhưng mà cô lại qua bên kênh khác, cô tự bịa đặt ra một chuyện là cô nói là cô tốn tiền bên con. Rồi cô nhận lại được tiền. Rồi tất cả mọi người đều đến đó tốn tiền. Sao cô Mỹ lớn mà cô Mỹ nói một cái câu không, mà vậy? Cô không có nói vậy. Dạ. Cô Mỹ tin rằng con đưa những bằng chứng đó ra không? Tôi không có nói. Đó. Thì ngày hôm nay con thưa với cô Mỹ luôn, con đang làm hồ sơ, nhưng mà con sẽ ủy quyền cho một người khác. Con sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Và con hứa với cô một điều, sẽ có tất cả những cái đoạn ghi âm mà cô du khống con và Nghĩa trên kênh của con và kênh của Nghĩa, để làm ảnh hưởng đến kinh tế của con, thất thoát những cái hợp đồng của con những ngày gần đây. Là một số khán giả hiểu lầm. Hôm nay con tìm đến tới Vũng Tàu này là nói với cô á, là cái câu chuyện là cô du khống con. Con không có nhận của cô 1.000 nào. Và từ trước đến giờ con cũng không nhận một của một khán giả nào 1.000 nào về tiền kết nối yêu thương. Mà cô lại lên kênh khác cô chia sẻ là con nhận tiền của cô, rồi nhận tiền của khán giả. Thưa cô Mỹ là như vậy. Chính cô ghi âm, cô gỡ qua cho Nghĩa luôn. Cô gỡ qua cho Nghĩa, cô nhờ Nghĩa kết nối chú U77. Sau đó thì cô đến cô gặp chú U77. Con là người phỏng vấn cô, con mời cô vào gặp chú U77. Thì trên đoạn video con dẫn hỏi cô là cô bây giờ, ơi bây giờ vắn tắt không cô có ơi, gì con nói cô nhiều xem lắm. Cô xem cái đoạn video đó khi nào mà cô chọn chú U77 thì cô cũng có trả lời. Trên video đó có hình ảnh cô luôn mà. Và cô lại tiếp tục cô du khống con. Cô đầu đó cô qua những kênh này kênh kia cô du khống con, làm ảnh hưởng uy tín của con rất lớn. Cái việc này con nói thật sự với cô, con sẽ làm sáng tỏ. Cô thì Mỹ con chờ xem gì đó con làm đi. Mà con hỏi cô Mỹ sao cô Mỹ lớn mà cô Mỹ lại du khống con những cái chuyện không có. Bây giờ cô nói con muốn làm gì con làm. À, sao cô Mỹ lại du khống con những chuyện nói không như có. Đó, thôi. Đó. Con và Nghĩa không nhận tiền cô, trên đoạn video vẫn có. Camera con sẽ chích lục vẫn đầy đủ. Con chích gì đó con chích. Đó. Mà sao cô lại nói con nhận tiền của cô? Sao cô nói anh em con nhận tiền của cô? Cô nói đi. Thì con muốn nói gì con muốn làm. Không có. Ý con nói là cô có xác nhận là cô qua một cái kênh nào đó cô ghi âm cho họ ghi âm cô. Họ nói con với Nghĩa nhận tiền cô làm tiền cô không? Có không? Thì con muốn làm gì đó con làm. Có không cô? Cô không nói nữa. Có đoạn đó không? Con sẽ lại tặng chủ nhà của cô con nói chuyện luôn. Và con sẽ mời những người có chức năng luôn. Con xuống đây con sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ rồi cô ạ. À.
chủ nhà là sao? Cái nhà mà cô đang ở mà cô làm giúp việc nhà đó. Là sao? Là sao? Không, từ từ cô sẽ hiểu. Từ từ cô sẽ hiểu cách làm việc của tụi con. Con nói thật sự cô Mỹ nè, con không hề xúc phạm đến cô Mỹ, con vẫn gọi cô là cô. Con ghi hình được sự đồng ý của cô đến văn phòng con. Cô là người chọn chú U17. Dạ, cô là người chọn chú U17 mà sao cô lại lên kênh khác? Cái chuyện này là cái chuyện cá nhân. Dạ cô, con nói cô vậy nè. Đi liền giờ đi. Dạ. Ý con hỏi cô là sao mà cô lại vu khống làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con? Con muốn nói gì con nói đi. Thì đó con đang nói rồi đó, con nói là tại sao cô vu khống con nhận tiền cô? Tại sao mà cô vu khống anh em con đó, làm ảnh hưởng tới công việc của con? Cái đó cô trả lời cho con. Tại sao mà cô vu khống con? Nói chung bây giờ cô không trả lời với con nữa. Dạ. Để có người khác trả lời. Rồi cô an tâm, con có đầy đủ chứng cứ, mở ghi âm lên cô nghe luôn, mở ghi âm lên. Không cần. Mở ghi âm lên cô nghe. Cô đón nhận những cái thước phim này, con sẽ làm sáng tỏ những cái đoạn mà cô gỡ ghi âm cho Nghĩa, cô nhờ Nghĩa, cô là cái người chọn chú quỷ 7. Sau đó cô qua kênh khác, cô nói là con bắt buộc cô vô ngồi. Rồi con ngồi, con mở cái đoạn ghi âm đó cô nghe nha. Mở lên Nghĩa, mở lên. Rồi, con mở cái đoạn ghi âm đó cô nghe. Con mở cái đoạn ghi âm cho cô nghe. Mở cái đoạn ghi âm to tiếng to á. Này cũng khỏe con, ông chú con sức khỏe dồi dào nha. Con muốn kết nối với cái chủ mà 77 tuổi nha con. Rồi giờ con có thể con nhắn địa chỉ là con kết qua Zalo giùm con được không? Còn nếu không được thì ngày mai với ngày mốt thì nó xong 2 ngày đó cô lên con được không? Cô năm nay 59 tuổi rồi. Cô nghe đi cô nghe đi. Con có đầy đủ thông tin hết. Rõ luôn nha. Dạ thì giờ là em mời cô chú anh chị xem lại cái nội dung giúp giùm em ngay sau khi mà em đăng cái đoạn video của ông ngoại 77 tuổi là ngày 31 tháng 8 2023 thì cô Trương Ngọc Mỹ đang ở Vũng Tàu quê Cần Thơ, em đăng lên chỉ có vài chục phút thôi là cô xem được cái video này, thì cô có chia sẻ qua cái Zalo của Nghĩa và cô có ghi âm qua tin nhắn thoại, cô nói với Nghĩa là mai ông ngoại U77 cho cô, và sau đó thì cô có hẹn với Nghĩa đi vào văn phòng để hẹn văn phòng kết nối yêu thương của em và Nghĩa để gặp ông ngoại U77 tuổi, sau đó là cô và ông ngoại có ngồi cùng để chia sẻ một video, cô là ngỡ ý làm quen với ông ngoại, và những ngày tiếp theo cô lại đi qua một cái kênh khác, cô nói rằng là khi cô vào bên văn phòng em kết nối yêu thương, sau đó là em và Nghĩa kéo cô vào bắt buộc cô ngồi quay với ông ngoại U77 tuổi. Đó là những cái gì mà cô chia sẻ không chính xác. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị xem qua cái đoạn video mà em đăng tải ông ngoại này. Đây là cái đoạn video này là em đăng tải vào ngày 31 tháng 8. Thì đây là cái Zalo của cô Trương Ngọc Mỹ, là cô gửi qua Zalo cho Nghĩa nè, là ngày 31 tháng 8 đó. Rồi sau đó cô gửi Zalo xong cô mới gửi cái hình của cô qua. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị nghe qua cái ghi âm của cô gửi nè, cái tiếng nói của cô luôn, là cô nói là cô nhờ làm mai ông ngoại 77 tuổi, nhưng mà cô lớn, cô nói không trung thực. Sau khi cô nhờ làm mai thì anh em nói là anh em chỉ nhịp cầu nói thôi, hẹn cho cô gặp, và cô và ông ngoại có quay chung một video, và cô lại qua kênh khác cô nói là em và Nghĩa bắt buộc cô là phải ngồi quay với ông ngoại 77 tuổi. Giờ em mời cô chú anh chị nghe qua tiếng nói của cô. Này cũng khỏe con, ông chú con sức khỏe dồi dào nha. Con muốn kết nối với cái chủ mà 77 tuổi nha con. Rồi giờ con có thể con nhắn địa chỉ là con kết qua Zalo giùm con được không? Còn nếu không được thì ngày mai với ngày mốt thì nó trong 2 ngày đó cô lên con được không? Cô năm nay 59 tuổi rồi. Nếu mà được thì con nhắn cho cô nha. Nhà chú ở Sóc Trăng đó. Đó, cô chú anh chị nghe qua tiếng nói của cô Trương Ngọc Mỹ không ạ? Và em sẽ mời tí nữa em trò chuyện cô chú, em sẽ mời cô chú anh chị nghe tiếp cái đoạn, những đoạn video mà còn những đoạn video bằng chứng mà cô tự ghi âm qua tin nhắn thoại cô gửi cho Nghĩa. Em trò chuyện sau đó em sẽ mời cô chú anh chị nghe tiếp theo. Dạ, đây là những cái nội dung tin nhắn thoại mà cô Trương Ngọc Mỹ có gửi qua cho Nghĩa đây nha cả nhà. Đó thì với cái nội dung mà sau khi mà cô Trương Ngọc Mỹ ghi hình bên em ngày 31 tháng 8 đó, ngày 31 tháng 8 thì cô ghi hình, thì sau đó là em đăng luôn
em đăng. Thì cô lên cô cái nguyện vọng của cô là nhờ Nghĩa hỗ trợ làm mai chú U77 cho cô Trương Ngọc Mỹ. Nhưng mà sau đó, sau khi ghi hình xong ngày hôm sau là chú U77 chọn cái cô ở quận 12. Thì như là chú nhờ Nghĩa, cô nhờ Nghĩa làm mai mà những cái nguyện vọng mà cô không thành được đó cô chú anh chị. Thì cô Trương Ngọc Mỹ này qua bên cái kênh khác bêu xấu đặt chuyện tụi em, là cô nói với một cái kênh khác á, là sau khi cô ghi hình ở chỗ em là ngày 31 đó, là cô ghi hình vào ngày 31 đó, em có đăng luôn 31 tháng 8 đó, là cô có bêu xấu tụi em, là bên em cô nói là bên em thu tiền cô, là cô nói lại một kênh khác cho mấy anh em đó. Nhưng đến cái ngày đến cái ngày nào đây để em coi ngày nè, đến ngày đâu Nghĩa, cái ngày mà cô gửi qua đâu rồi, đến ngày ngày 7 tháng 9 nè, cái nội dung này là cô gửi vào ngày 7 tháng 9 thì Nghĩa mới trả lời với cô nè. Cô là cô gửi bằng tin nhắn thoại, để một tí em mở tin nhắn thoại cô chú xem. Đây, Nghĩa trả lời cô nè. Bên con không lấy tiền nha cô. Cô ghi hình rồi thì con sẽ hỗ trợ cho số cho. Con hỏi cô ghi hình video nào của cô trên kênh con để con nhớ con mới cung cấp số điện thoại cho cô. Đó, là Nghĩa có từ chối là không nhận tiền nha cô chú anh chị. Đó, trên cái thông tin là Nghĩa có để rõ. Bên con không lấy tiền nha cô. Rồi, bây giờ em sẽ mở cái đoạn mà ghi âm mà cái chỗ mà mâu thuẫn vậy nè cô chú. Ngày 31 em xin nhắc lại lần nữa, ngày 31 là cô ghi hình ở bên chỗ em 31 tháng 8. Cô ghi hình. Sau đó cô đi qua một cái kênh khác, cô nói là cái ngày mà cô ghi hình đó là cô có đóng tiền ghi hình cái nói yêu thương bên em, và em cũng thu tiền luôn tất cả cô chú anh chị đến với chương trình bên em để kết nối yêu thương. Và thật sự là em cam kết em không thu một khoản nào, hay là bán nước, không thu một khoản nào từ cái chương trình kết nối yêu thương mà của tiền của cô chú anh chị đến với chương trình. Thì á, cái mâu thuẫn nè, ngày 31 thì cô ghi hình mà cô lại qua bên kênh khác cô nói thì là bên đây nhận tiền. Đến ngày đến cái ngày 7 tháng 9 2023 thì cô lại nhắn tin cho Nghĩa là cô nói là cô quên cho tiền Nghĩa này kia, cứ nói đi rồi cô cho này nọ, rồi Nghĩa mới từ chối với cô tin nhắn nè. Đó, bên con không nhận tiền nha cô, đây có rõ ràng nha cả nhà. Bây giờ em sẽ mở cái tin nhắn coi cô chú anh chị xem. Đây là cô chưa có đóng tiền hay sao vậy, đúng không, cô về cô cũng quên thì tại vì gấp quá rồi thôi, về nhà nó hơi xa với cô cùng mấy đồ này nọ, nếu có gì sơ sót thì con có thể con cho cô ấy chứ. Đó nha cô chú anh chị xem giùm em, có nghĩa là cái thông tin mà cô ghi hình nè, cô ghi hình bên chỗ em là em nhắc lại lần nữa là cô ghi hình bên em là ngày 31 tháng 8 đó, mà cô lại qua bên kênh khác cô nói là khi mà cô vô bên chỗ em ghi hình là cô tốn tiền ghi hình. Đến là cái mâu thuẫn chỗ này, đến cái ngày 7 tháng 9 là cô lại gỡ ghi âm cho Nghĩa, cô nói là giống như là hay là cô quên đóng tiền hay là cô không đóng tiền này nọ. Đó, thì Nghĩa mới trả lời với cô là bên con không lấy tiền nha cô. Đó, có đầy đủ thông tin. Những cái ghi âm này là cô tự động cô ghi âm, tin nhắn thoại cô gửi qua Zalo này cũng là của cô Trương Ngọc Mỹ luôn nha cả nhà. Rồi sau đó em sẽ cung cấp những cái ghi âm tiếp theo để gửi cho cô chú anh chị, mà cái ghi âm này là tự động cô vào Zalo của cô ghi âm cô gửi qua Nghĩa. Sau đó là cô chia sẻ cái thông tin không đúng sự thật. Cô chú anh chị có thấy cái mâu thuẫn chỗ này nè, là cái ngày 31 là cô ghi hình, 31 tháng 8 là cô ghi hình, là bên em từ trước giờ không có thu một khoản tiền nào mà ghi hình. Cô lại qua kênh khác cô nói là ngày hôm đó là cô đóng tiền bên em để ghi hình. Đó, cái việc thứ hai, cái mâu thuẫn nó sai lệch ngày chỗ này. Đến cái ngày đến cái ngày là 7 tháng 9 2023, là trên lệch nhau mấy ngày, là cô lại ghi âm cô gửi qua cho Nghĩa, cô lại nói là hay là cô không đóng tiền này nọ, rồi tụi con thế này thế kia. Đó cô chú anh chị, là do cái mâu thuẫn của cô chỗ này nè. Cô nhờ Nghĩa làm mai ông ngoại U77 tuổi cho cô, nhưng ông ngoại quyết định chọn cái cô 12, cô quận 12. Thì lúc đó cái nguyện vọng của cô thất vọng, thì giống như là cô đã nói Nghĩa đủ điều để làm mai cho cô, nhưng tụi em không thực hiện điều đó. Tại vì tụi em nói là tụi em chỉ nhịp cầu nói thôi, còn cái việc mà làm mai hay không là giữa hai người tự quyết định, thương hay không là hai người tự quyết định. Thì cô không đạt được cái mục đích của cô, nên cô vu khống tụi em
và em sẽ cung cấp thêm cái video tiếp theo, em sẽ cung cấp luôn cả cái đoạn mà video mà cô nói với Nghĩa, cũng như là làm mai trong ông ngoại U17 cho cô. Cô cũng tự ghi âm tin nhắn thoại cô gửi qua, sau đó cô lên cái kênh khác lại cô nói là em và Nghĩa là bắt buộc cô, chứ cô không có chịu ông ngoại U77, đó là mâu thuẫn. Em sẽ có thêm những thông tin đó và luôn cả cái video vào ngày 31 tháng 8 em và Nghĩa quay hình cô, thì cô cũng lên tỏ tình với ông ngoại, cô bày tỏ với ông ngoại à, cô nói là cô có nhà ở Vũng Tàu, rồi cô có nhà ở Cần Thơ, cô thì tiền bạc cô không thiếu nhưng mà cô chỉ thiếu tình cảm thôi. Cuối cùng là không được, ông ngoại chối tội, nói là cô không có làm quen với ông ngoại tại tụi em bắt buộc. Thì cái video đó em sẽ đăng lại tiếp theo, cái video đó em đã đăng rồi nhưng mà cách đây lâu rồi, thì em sẽ trích xuất em đăng lại tiếp theo những video tiếp theo, mời cô chú anh chị đón xem. Và lần nữa video đến đây em cũng xin tạm dừng và xin kính chúc quý cô chú anh chị ngày mới an lành và hạnh phúc.